Hình như có một cái tin tức này ghê quá bà con. Thế ba mày coi dừng lại đọc coi. Thấy nó là lạ. Cân nhắc sắp nhập 3 xã của huyện Bình Chánh và quận 8. Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo kết luận về đề xuất kiến nghị sắp xếp điều chỉnh ranh địa giới hành chính giữa quận 8 và huyện Bình Chánh. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề xuất ban cán sự quận muốn mở rộng, huyện muốn giữ nguyên. Theo nội dung tờ trình của ban cán sự Đảng ủy, Ban Thường vụ quận ủy quận 8 đề xuất hai phương án sáp nhập điều chỉnh ranh giới. Phương án 1 là điều chỉnh ranh giới 8 phường 1 2 3 4 5 6 7 16 của quận 8 với 4 xã Bình Hưng, Phong Phú, An Phú Tây và Tân Kiên của huyện Bình Chánh. Như vậy là xã Bình Hưng nè, xã Phong Phú nè. Quê cái phường Bình Hưng. Wow, Phong Phú luôn. Ghê vậy. An Phú Tây luôn. Và Tân Kiên. Tân Kiên là khúc ngay chỗ quốc lộ 1 Vuông Roa. Ranh giới mới bắt đầu từ kênh Đôi, sông Ông Lớn ra đường Nguyễn Nhân Linh là bao dọc hết ngay chỗ khu Ramit luôn, là đưa vào quận 8 đến chợ Đồng Mối Bình Điền, ra sông Chợ Đệm luôn, đến rạch nước lên luôn, rồi dự án tái định cư Phú Định luôn, rạch hữu rồi một phần diện tích của ba xã thường tới quận 8 sát nhập từ huyện Bình Chánh. Wow. Phương án 2 cũng điều chỉnh ranh giới. Rạch ruột ngựa rồi kênh Đôi. Wow. Đề xuất trên của quận 8 không được Ủy ban dân huyện Bình Chánh đồng tình. Tại vì nó bao gồm cảng Phú Định nè. Rồi nó bao gồm luôn cái chợ Đầu Mối Bình Điền nè. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tại vì bà con bác biết không, ngay chỗ cái khúc mà cái mé gì đó mà làm phố đi bộ gì vậy, nó ráp danh với quận 7 á, nó cũng là huyện Bình Chánh luôn á, mà giờ lấy qua bên quận 8 là mất cái phần đó. Phần đó ngay gần Phú Mỹ Hưng. Nhưng mà trong hai phương án thì bây giờ ban cán sự ở thành ủy ban dân thành phố đã có phương án 2, chọn phương án 2. Vậy là bây giờ chưa sắp xếp thời gian này nha bà con. Vậy là nói chung tương lai là sắp tới là định hướng là sẽ sáp nhập vô quận 8 nguyên cái phần đó. Đây là ngã 6 Phù Rỗng Thiên Dương, mình quẹo vào đây đường Lý Tự Trọng.
Ở đây hồi xưa là rạp Long Phụng rồi bà con. À, đây là cái rạp Long Phụng rồi. Bức phù điêu bây giờ vẫn còn đó bà con ha. Thứ hai là nó đông xe vậy đó. Con đường Lý Tự Trọng này từ từ cũng quá tải rồi nè. Đây là đường Thủ Khoa Hưng. Bên đây là thư viện khoa học tổng hợp. À, cái xe này chắc xe đi du lịch nè. Tham quan. Bên tay trái quẹo vào con đường này là đường Pasteur. Trời ơi, ngồi ăn về trên ghế đẩu bán bún riêu. Nhà hàng ngon, xôi xéo, xôi bắp, xôi gà xé.
con đường Hàng Xuyên. Công nhận bà con, hai người phụ nữ, hai người con gái ngồi đó chuyện mà đưa cắm cái máy live stream đó bà con, ngồi trên công viên mà live stream luôn bà con. Đây nhà thờ Đức Bà. Nhắc cái vụ live stream này mới nhớ, hôm qua có một Việt Kiều á bà con hỏi Pa Michael á là từ Sài Gòn á đi về Gia Lai á và mất thời gian bao lâu, có tuyến xe nào hay không. Cái Pa Michael hỏi trời ơi về nước chơi ở Sài Gòn chơi cái tự nhiên hỏi lên Gia Lai làm gì. Thì xin thưa bà con, bác Pa Michael mới phát hiện ra một điều là bây giờ là Việt Kiều ở Mỹ bà con, Việt Kiều Cali á, bây giờ là, sắp tới đây là sẵn tiện là Tết về Việt Nam chơi nè, là muốn đi lên Gia Lai để chi biết không bà con, để đi cúng dường hay là cái gì đó, đi gặp cho biết được mặt của thầy sư thầy Thích Minh Tuệ. Trời ơi bà mày còn không ngờ, sao mà nói trời ơi chi cho cực vậy hả. Đâu có cần nhất thiết là phải lên mà gặp mặt được sư thầy. Nó nói trời ơi mấy bà gì ở bên Việt Kiều Mỹ bây giờ về là tranh nhau là đang tìm cách để gặp thầy, rồi nói là gặp thầy cũng phải tùy duyên nữa, rồi có nhiều người hả đi tranh gì mấy đường là có nhiều người gần ở hàng xóm đó mà đi mấy ngày mà không gặp được thầy, rồi có nhiều người Việt Kiều mới đi về mà đi vô là gặp được thầy, thần tượng khiếp quá. Và mày còn nói trời ơi ở Việt Nam nhưng Sài Gòn này có ai để ý đến cái chuyện đó đâu, thậm chí bà mày còn không biết luôn á đó. Mà giờ nói chuyện bà mày còn là hỏi coi xe tìm cách làm sao để lên Gia Lai đó. Rồi nói rằng á là về là sẽ cúng cho thầy, nhưng mà thật ra xin thưa bà con, bác thầy sư thầy Minh Tuệ đâu có cần tiền bạc vật chất gì nhiều đâu bà con, chỉ cần một bữa ăn mà ăn vừa đủ, các thực vừa đủ à. Rồi kể, trời ơi xin thưa bà con, có bắt mắc cười xem chuyện này nữa nè, Pa Michael ở Việt Nam mà Pa Michael không rành bằng Việt Kiều ở Mỹ luôn bà con. Rồi nói Pa Michael, trời phải cảm ơn mấy tay YouTuber live stream trực tuyến gì đó rồi để bảo vệ thầy rồi tùm lum rồi. Pa Michael giống như Pa Michael ở Việt Nam mà giống như Pa Michael là con nai vàng ngơ ngác luôn vậy bà con. Đó, anh kể cho Pa Michael nhiều cái mà Pa Michael không hề biết luôn. Không thiệt, không hề biết luôn á. Thế hỏi Pa Michael đó là sao đang ở Việt Nam mà tại sao không lên Gia Lai đi, lên Gia Lai gặp thầy đi. Trời ơi thiệt là sợ Việt Kiều Mỹ luôn á. Ở bên giờ, mình bên bển là giờ chắc theo dõi dữ lắm. Đây xe vui vô đói dọn dẹp rồi, rồi hết rồi. Ủa 11 tháng 11 mà chưa tới 11 tháng 11 mà giờ chốt nghỉ rồi, tới chắc shop rồi quá. Nghe nói là live stream gì mấy tiếng hồ luôn á, toàn là dân thứ dữ không á. Hôm nay mới 11 tháng 11 nè mà giờ dọn rồi. Cho nên bà con bắt ngày hôm nay nhớ mua hàng trên mạng nha bà con, rẻ vô đói luôn á. Pa Michael ngày hôm qua ngày hôm nay không là hết 4 triệu bạc rồi đó, mua có 2 món rồi mất 4 triệu bạc rồi. Cái mùa này Pa Michael nói thật chứ mùa tháng 11 này Pa Michael tốn tiền mua sắm ghê luôn á. Mà tại vì một năm Pa Michael dồn lại có ngày này Pa Michael mua ha, đồ đạc mà Pa Michael có thiếu hay là gì đó là Pa Michael cũng mua sao trong ngày, trong cái mùa này.
mùa này nó sale đi rẻ lắm bà con. Với lại thêm một phần nữa bà con, bác biết tại sao ba Michael mua tháng 11 không? Bởi vì tháng 11 này là tháng sinh nhật của ba Michael á, các nhãn hàng, nhà hàng, quán ăn rồi này nọ, rồi gì đó thành viên gì đó không, nó giảm, nó tặng cho nhiều lắm. Chính vì lẽ đó cho nên là ba Michael mua thường hay mua sắm rồi vật dụng gia đình, nó chung tất tần tật của trong gia đình của ba Michael đều mua trong tháng 11 hết để mình tận dụng được cái sự giảm giá của nó. Hơn nữa là nằm sinh nhật mình trong tháng 11 nữa chứ trời ơi, cho nên là giảm đặc biệt lắm. Giống như mua hàng của Gap đi, Gap hay là của Nike hay gì đó, mua 10 triệu là giảm ngay luôn 2 triệu hay là gì đó, mua 10 triệu là giảm ngay 2 triệu hay là 2 triệu rưỡi gì đó. Cho nên là ráng gom tiền mà mua. Rồi đường này đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó mà đó. Hồi xưa là đường Công Lý, có thương xá Tam Đa. Cái cây mà nó cao bự vậy đó mà đó. Cao bằng nhà lầu 2 tầng luôn. Là có nghĩa là bỏ trống lâu lắm rồi bà, ít nhất cũng phải 7-8 năm đó, cái cây nó mới lên cao dữ thần vậy đó. Chứ hồi đó cái cây đó có ai trồng đâu, nó, cái cây nó cao hơn bên ngoài. Ba mày còn nói 7-8 năm là ít đó, cái cây đó bự quá trời bự mà. Nó cao bằng nhà lầu 3 tầng luôn á. Năm sau là năm Tỵ, là năm con rắn, năm nay năm Thìn. Đây cửa đồng đường Lưu Văn Lan nè, đường Tạ Thu Thâu nè. Con đường này nổi tiếng một thời mà. Trời ơi, chưa hết này mặc đồ chụp hình Tết rồi. Chưa Tết mà mặc áo dài mặc hình chụp hình Tết rồi bà con. Áo dài đỏ, cái kiền lụa. Đường Tạ Thu Thâu này hồi xưa là nổi tiếng lắm nha bà con. Bên đây phải bà mày cầu, đây là nhà hàng Thành Thế đó. Bán cái gì vậy? Ôi ơi, bán canh bún ngon ha. Bánh mì. Đường này đường Phan Bội Châu. Mai Vân, Hà Tâm, Bảy Đô. Áo ở đây đa phần là bán áo cho bên Mã Lai á, cho nên kiểu từ kiểu cách kiểu dáng nó
họ làm riêng cho người Mã Lai, khăn chùm rồi. Nói chung là tất cả phục vụ cho người Mã Lai. Ôi trời ơi, cái bún mập Thanh Mai mà sao vắng vậy? Quán này thường ngày đông lắm, hôm nay vắng quá. Rồi, đường này đường Lê Thánh Tôn nè. Ở đây hồi xưa có cái trường tên gì quên rồi nè bà con. Ba mẹ còn nhớ tân gì đó mà không nhớ rõ. Bún chả Hà Nội. Ba mẹ còn ăn ở đây ít nhất là khoảng 3 hoặc 4 lần. Nhưng mà thật sự là ăn bún chả ở đây ba mẹ còn không thích. À, bởi vì nó làm khác lắm. Cái nước bún chả nó làm lạnh ngắt rồi bà con. Ba mẹ còn không thích lắm. Thậm chí ba mẹ cậu ăn ngoài Hà Nội á, nó làm cũng nóng lắm bà con. Nhưng mà không hiểu sao ăn ở cái quán này nó làm lạnh ngắt à. Đường Nguyễn Văn Tráng nè. Cái tòa nhà màu đen đen này hồi xưa là tiệm cơm Phước Thành đó bà con. Mình qua đây là đường Lê Thị Riêng. Lê Thị Riêng này, hồi đó là Ngô Tùng Châu. Thì cái gì? Thì cái gì mà đưa mấy con cái mấy con ở ra giữa sân nó ngồi nó thi cái gì đó bà con. Ở đây hồi xưa là nhà của nghệ sĩ Thanh Nga nè. Hồi xưa Thanh Nga là một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn đó bà con. Cùng với Thanh Nga là còn có ba người nữa mà ba mẹ còn không nhớ tên. Không biết có bà con cô bác nào có biết không? Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn. Thanh Nga à. Thanh Nga rồi có cái gì mà có một cái gì mà bên diễn viên điện ảnh á cũng đẹp lắm. Quên rồi. Thường hay đi chụp mấy cái mẫu cái gì ta, tên gì ba chữ ba mẹ cậu quên rồi bà con. Cô bác nào có nhớ được tứ đại mỹ nhân hồi xưa ở Sài Gòn là tên gì không bà con? À, đây là trường Bùi Xuân nè, hồi đó là Nguyễn Bá Tồng.
đây là sớm mà đẻ nè. Ở hình như nãy mình đi con đường này rồi ha. Đi chưa ta? Hình như đi rồi á ta ơi. Hai con đường Phạm Viết Chánh. Con đường này ba mấy cậu thường hay đi lắm rồi con. Tại vì mỗi lần mà chạy lên xong mà chạy về thường hay đi đường này về. Ở đây hồi xưa là trường Hoàng Thủy Năm nè. Hồi đó đây là trường tinh quân đội. Bên đây phải này là công viên Phong Châu. Hồi xưa ở đây có cái đường ray xe lửa đó bà con. Đây con hẻm 59 Phạm Viết Chánh nè. Ba mẹ gò tưởng con hẻm này nó bình thường nha bà con, nhưng mà thực chất nó không có bình thường đâu. Bên trong á, bữa trước ba mẹ gò nó chạy vô rồi, nó quằn quèo. Nó đi nó thiên, nói chung là nó quẹo trái quẹo phải rồi bên. Nói chung nó cũng quẹo nhiều đường lắm chứ không phải nó đơn giản có một đường đâu. Đỡ ba mẹ cậu chạy vô cái ba mẹ cậu quẹo phải rồi vòng vòng nó vòng qua bên đây nè. Tính đi khám phá hết cái con hẻm được đó, nhưng mà cái cuối cùng cái bà con bác nhớ không, trời mưa á. Thế là ba mẹ cậu phải ốp máy. Gì vậy? Rồi con đường này đường Hùng Vương. Hồi xưa nó vẫn mang tên là Hùng Vương luôn. Bên phải là 7 căn biệt thự của gia đình chú Quả. Thôi chắc ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn
gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.